Với chiến thắng của top 3 ngày hôm nay thì mình cảm thấy là hoàn toàn xứng đáng thôi. Tại vì ba bạn đều là những người đã có kinh nghiệm rất là nhiều, cũng như là cảm thấy là cái thử thách này nó không thể làm khó được những thành viên này. Và đặc biệt là Thảo Nhi, là một người roommate của Hà, là qua bao nhiêu tuần không thắng challenge rồi thì hôm nay đã có một cái challenge mà tôi có xứng đáng không? Rồi, rất xứng đáng và kiểu vẻ vang luôn. Thì ok, ok thôi, chúc mừng Nhi và cũng như chúc mừng Châu và Hoa đã đạt được kết quả tốt nhất ngày hôm nay. Mà Như nữa, Như Trần đang không ở đây. Nhưng mà hôm nay thì ngoại trừ top 3 thì tất cả mọi người đều đã làm rất là tốt. Và Châu nghĩ rằng đó là sự cố gắng của tất cả mọi người cho ngày hôm nay. Yes, đồng ý. Và ngày hôm nay thì Châu với Hoa cùng một cặp với nhau, cho nên là Châu biết được Hoa đã thể hiện rất là tốt như thế nào. Hoa điều khiển được góc mặt rất tốt và theo sát camera, cũng như là việc mình thay đổi cảm xúc để làm sao mà có thể thu hút nhất hoặc là tỏa sáng nhất. Thì Châu nghĩ đây chính là lý do mà khiến cho Quỳnh Hoa có kết quả tốt hơn mọi người một xíu. Bản thân em cũng rất là ngạc nhiên, tại vì em cũng hôm nay em có cảm giác rất là bình thường. Em cảm thấy cũng sau khi em interview mọi người thì em cũng nói với cả mọi người là Nhi cảm thấy hôm nay Nhi cũng ok thôi, nhưng không phải là quá tốt, tại Nhi biết Nhi có thể làm tốt hơn được nữa. Nhưng không ngờ tự nhiên lại cái mà mình nghĩ là nó không đúng, và nhãn hàng và mọi người lại rất là thích cái performance của Nhi ngày hôm nay. Nhi rất là ngạc nhiên. Sau khi nhất là top 3 được gọi lên thì Nhi càng không nghĩ là Nhi được lên nữa, tại vì top 3 là done. Xong tự nhiên chị của Sam lại nói là có thêm một người nữa, xong mình nghĩ là kiểu who is it? Like, em đã bảo ngay từ lúc mà đứng là em nghĩ là chị Nhi, tại vì chị Nhi, em là người thi cặp cùng với chị Nhi và em cảm giác là chị Nhi rất là tốt, tại vì chị Nhi có những cái chuyển động rất là uyển chuyển và cái thần thái của chị là phải nói là không thể chơi vào đâu được và rất là phù hợp với cái TVC nước hoa ngày hôm nay. Oh my god, thank you. Thật ra mình không nhìn thấy bản thân mình thì đôi khi mình cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Nói chung là cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay là thử thách đầu tiên mà Nhi được thắng. Thì nếu mà bên Sam mọi người có khoái thích Nhi và mọi người muốn làm việc với Nhi thì Nhi chắc chắn là Nhi sẽ sẵn sàng để có thể làm ambassador cho bên Sam ạ. Cái này Nhi nghĩ là cũng là một cái cơ hội rất là lớn, tại vì Sam là một công ty rất là lớn ở Việt Nam về nước hoa, cũng khá là nổi tiếng. Thì đối với Nhi là một influencer và một người đại diện cho Miss Universe Việt Nam 2022 thì cảm thấy rất là cảm động và mong là mình có thể làm cái này được ạ. Thật sự khi mà được đọc tên là Hoa là cái người chiến thắng của thử thách ngày hôm nay thì Hoa cảm thấy rất là bất ngờ. Bởi vì là ngày hôm nay khi mà đọc tên top 3 thì Hoa cũng thấy là cả chị Châu, tại vì Hoa cũng là người tham gia cùng thử thách với chị Châu và chị Như, cả hai người đều là những cái người mà rất là xuất sắc. Thì khi mà được đọc tên thì cái đầu tiên là cảm xúc bất ngờ và cái thứ hai là mình cảm thấy rất là vui. Nhưng mà Hoa tin rằng là trong thử thách ngày hôm nay tất cả 10 bạn thí sinh ngày hôm nay đều xuất sắc như nhau và có thể là đôi khi cái may mắn của Hoa sẽ hơn các bạn một xíu. Còn với Hoa thì Hoa luôn cảm nhận là các bạn đã hoàn thành rất là tốt thử thách ngày hôm nay. Phát sóng vào lúc 20:15 thứ bảy ngày 28/5/2022 trên kênh VTV9, độc quyền trên kênh YouTube Union Network, ứng dụng Vion và các kênh truyền hình địa phương.